Rồi, 14 Pro Max chưa kích hoạt của anh nè. Em mới chat ha. Kích hoạt thiết bị là nó chưa được kích hoạt nhanh. Thì đây là chiếc iPhone 14 Pro Max. Cái này mã XA nó sử dụng được hai SIM vật lý luôn. Và cái ngày mua nó là về tháng 2007 nè. Đây là cái năm định danh của hãng ha. Thì hãng họ có hai cái năm để định danh cho những cái con máy mà họ không bảo hành. Đó là 2007, cái năm mà họ bán iPhone đầu tiên, và năm 1978 là cái ngày thành lập hãng. Đó, chỉ có hai cái mốc thời gian đó thôi, mặc định chưa kích hoạt. Nó ngon như một cái hàng brand new vậy nè. Đó, chất lượng nó không khác biệt gì hết. Để em giải thích về cái hàng này, bắt đầu bằng mã số này. Đây, định danh của những dòng mã số á, nó là cái hàng họ bút ra để họ tặng cho những Apple Store làm demo. Nhưng mà thường thường một cái store họ sẽ để dư, ví dụ như cần 20 máy thôi, họ sẽ để cho cái store đó 30 máy. Lý do là làm rơi vỡ nào kia đó, hư hỏng trong cái quá trình đó thì họ sẽ có máy thay thế. Sau khi hết cái model của nó rồi, họ lên iPhone 15 series thì những cái con máy này họ lôi ra họ bán thanh lý cho một bên thứ ba, và bên đó tự bảo hành với khách. Lý do mà hãng á, họ không có bán những cái con hàng này ở cái tình trạng brand new là tại vì định danh của nó bằng mã số rồi anh chị. Mặc định từ xưa đến bây giờ hãng họ chỉ bán mã M thôi. Đây, anh cho anh chị xem nè, cái mã M nè, đầu nè. Đó, thì đây là mã số. À, nó khác biệt như vậy. Và thành ra hãng họ sẽ không bao giờ vì vài chiếc máy mà họ đi thay đổi quy trình từ xưa đến nay. Đó, chưa kích hoạt là chưa xài 100% rồi, không có nào mà trật được hết. Đó, mà anh chọn cái mã này thì anh tiết kiệm được mấy củ bạc lần rất ngon ha. Cái thứ hai, em sẽ giải thích luôn về những cái câu hỏi thắc mắc của anh chị đang hỏi về 1978 này. Đó, như những comment này kêu là sau này bán lại có giá hay không, là mất giá. Mất giá hay không là nơi người mua của anh chị á. Như anh chị cứ ra em Cường sẽ nhận lại 90% so với cái giá em Cường đang bán lẻ, là anh chị lên đời thoải mái luôn. Đó, còn những cái nào mà full hộp nè, máy mua mới của em full hộp, em thu lên đến 95% luôn anh chị. Đó, bởi vì em nói đừng có đi ra chỗ nào mà ta đè giá ép giá. Em nói từ đây trở về sau hàng 1978 rất là nhiều. Tại vì bây giờ hãng họ đã thu mua iPhone cũ của người dùng, anh chị thấy không? Thì những cái chiếc máy hãng họ thu mua cũ thì họ sẽ bán ra lại cho người dùng dưới dạng là 1978 ha. Bởi vậy ai mà đè giá ép giá anh chị là chia tay liền cho em Cường gấp.